Chào quý vị và các bạn, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tin nóng bầu cử Hoa Kỳ và lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ năm 2021. Tại căn cứ Andrew sẽ diễn ra lễ chia tay Tổng thống Trump. Các thành viên gia đình ông Trump đang chờ sẵn tại căn cứ Andrew. Phát biểu ngắn gọn trước các phóng viên khi chuẩn bị rời Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng ông đã đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ của mình. Ông và phu nhân Melania rất yêu mến người dân Mỹ. Ông Trump rời Nhà Trắng lần cuối cùng với tư cách là Tổng thống Mỹ hay không? TPO vào lúc 8:20 ngày 20 tháng 1 giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã lên trực thăng Marine One để đến căn cứ Andrew ở Maryland. Sau buổi lễ tại căn cứ Andrew, ông Trump sẽ lên máy bay đến Florida và nghỉ lại tại khu vực. Một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết rằng Tổng thống Trump đã dành đêm cuối cùng của mình ở Nhà Trắng để chuẩn bị ban hành các lệnh ân xá và ký kết các thủ tục giấy tờ cuối cùng. Công việc của Tổng thống kết thúc ngay trước nửa đêm tại căn cứ Andrew sẽ diễn ra lễ chia tay Tổng thống Trump. Các thành viên gia đình ông Trump đang chờ sẵn tại căn cứ Andrew. Con gái ông Trump, Lavanka, đã ở bên ông Trump đến 22 giờ và rời đi để gọi điện thoại cho một số người được ân xá đến 2 giờ sáng. Các nguồn tin cho biết gia đình Tổng thống Trump cảm thấy vui buồn lẫn lộn với nhau trong những giờ cuối cùng ở Nhà Trắng. Một nguồn tin khác nói rằng ông Trump cảm thấy nhẹ nhõm khi bỏ lại phía sau áp lực cuối nhiệm kỳ Tổng thống. Hy dưỡng Mar-a-Lago thay vì dự lễ nhậm chức của ông Jordan. The Fox News, những người được ông Trump đánh giá ra mán lần này bao gồm cựu cố vấn Nhà Trắng Steven. Ông Bannon đang chờ xét xử sau khi bị cáo buộc lừa đảo hơn 1 triệu đô la từ các nhà tài trợ ủng hộ Trump trong một dự án liên quan đến bức tường biên giới. Hai rapper tên thật là Johnny Mitchell. Nguồn tin của Fox News cho biết ông Trump không ban hành lệnh ân xá đề phòng cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Đợt ân xá này mới được tiến hành sau khi ông Trump ân xá và giảm án cho hàng chục người khác hồi tháng 12, bao gồm một số cựu trợ lý. Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra sau khi video chia tay hôm thứ Ba của ông Trump được công bố, trong đó có ca ngợi những nỗ lực của chính quyền trong nhiều vấn đề. Ông nói, chúng tôi đã thúc đẩy một nền văn hóa nơi luật pháp được coi là tối thượng, những anh hùng được tôn vinh, lịch sử được lưu giữ và những công dân tuân thủ pháp luật được coi trọng. Người Mỹ nên hài lòng với tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được, thật không thể tin được. Thông tin này được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mike Pence chính thức thông báo vào chiều 19 tháng 1 rằng ông và phu nhân Karen Pence sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại Điện Capitol. Các trợ lý của ông Pence cho biết vì lễ chia tay Tổng thống Trump diễn ra trước lễ nhậm chức của ông Biden chỉ 4 tiếng nên Phó Tổng thống không kịp di chuyển giữa hai địa điểm. Phát biểu trên Twitter, khi sắp kết thúc nhiệm kỳ Phó Tổng thống, ông Pence viết cảm ơn vì đã được vinh dự phục vụ với tư cách Phó Tổng thống trong 4 năm qua, đó là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Dự kiến ông Trump sẽ rời căn cứ Andrew vào khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 1 để lên đường tới nhà riêng ở Florida. Ông Trump là tổng thống đầu tiên trong hơn một thế kỷ rưỡi không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Ngoài ông Pence, hai thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa là lãnh đạo phe đa số thượng viện Mitch McConnell và lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy cũng dự kiến không tham dự lễ chia tay ông Trump vì được mời tham dự sự kiện trước lễ nhậm chức của ông Biden. Lễ chia tay ông Trump dự kiến có sự tham gia của gia đình tổng thống, các phụ tá thân cận và một số người ủng hộ. Đám đông chìm đắm trong những lời dối trá. Họ đã bị kích động bởi tổng thống và những người quyền lực khác, ông Mitch McConnell nói hôm 19 tháng 1 trong một bài phát biểu trước thượng viện. Động thái này cho thấy mối quan hệ từng thân thiết giữa Tổng thống Trump với ông Cornell, đảng Cộng hòa nói riêng và nhiều quan chức Cộng hòa khác nói chung đang rạn nứt đến mức khó có thể hàn gắn lại. Trước đó, ông Cornell từng khiến Tổng thống Trump tức giận khi công khai thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Hạ viện Mỹ tuần trước đã thông qua văn bản luận tội Tổng thống Trump hai lần, tuy nhiên Thượng viện vẫn chưa lên lịch mở phiên tòa bỏ phiếu luận tội.
Ông Cornell tuần trước cho biết ông sẽ lắng nghe các lập luận được trình bày trong phiên tòa ở Thượng viện trước khi quyết định cách thức bỏ phiếu về các vụ kích động cuộc bạo loạn tại Điện Capitol. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump sẽ kết thúc vào thứ Tư khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết nếu ông Trump bị kết tội, Thượng viện có thể sẽ bỏ phiếu cấm ông tái tranh cử Tổng thống. Quyền kiểm soát Thượng viện sẽ được chuyển từ Cộng hòa sang Đảng Dân Chủ sau khi Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức. Tuần này chúng ta chúc mừng chính quyền mới và cầu nguyện cho sự thành công trong việc giữ gìn cho nước Mỹ an toàn và thịnh vượng hơn, vị Tổng thống của Đảng Cộng hòa nói trong phát biểu qua video. Chúng ta gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và chúng tôi cũng muốn họ gặp may mắn, một từ rất là quan trọng. Ông Trump vẫn chưa hoàn toàn nhận thua trước ông Biden, dù kết quả bầu cử cho thấy ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri, còn ông Trump được 232 phiếu đại cử tri. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ không gặp ông Biden trước khi lễ tuyên thệ diễn ra vào 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 mà sẽ bay đến Florida, nơi ông sẽ sinh sống sau khi rời Nhà Trắng. Mối đe dọa lớn nhất mà chúng tôi đối mặt hôm nay là mất niềm tin vào chính chúng ta, mất niềm tin vào sự vĩ đại của quốc gia, ông Trung nói. Trong nhiều tháng, ông Trung khẳng định rằng cuộc bầu cử tổng thống vừa qua bị làm gian lận để chống lại ông, và ông đã gây sức ép với một số quan chức cấp bang đã lật ngược kết quả bầu cử. Tại một cuộc biểu tình của những người ủng hộ ông Trung hôm 6 tháng 1, ông khuyến khích họ tuần hành đến Quốc hội, nơi các nghị sĩ sắp họp, để chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Những lộn xộn sau đó và cố gắng luận tội ông Trung của Đảng Dân Chủ đã phủ bóng lên bất kỳ nỗ lực nào nhằm tô đậm di sản của vị Tổng thống trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Hạ viện Mỹ luận tội ông với cáo buộc kích động, khiến ông trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội hai lần. Ông cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị xét xử. Trong phát biểu chia tay hôm 19 tháng 1, dù không đề cập cụ thể đến việc Twitter khóa tài khoản của ông Trung nhắc lại phàn nàn về cuộc chuyện tự do ngôn luận bị các công ty bóp nghẹt. Twitter nói rằng họ dùng tài khoản của ông vì nguy cơ kích động bạo lực. Ông Trung nhấn mạnh rằng các thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông đã đạt được dưới thời chính quyền của ông và tự hào về các hoạt động đối ngoại. Chúng ta đã làm sống lại các quan hệ đồng minh và tập hợp các quốc gia trên thế giới để chống lại Trung Quốc với mức độ chưa từng thấy trước đây. Tôi đặc biệt tự hào khi là Tổng thống đầu tiên trong nhiều thập kỷ đã không khởi mào cuộc chiến tranh mới nào. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm thừa nhận rằng cuộc bạo loạn ở đồi Capitol, tất cả người Mỹ bàng hoàng vì vụ tấn công vào đồi Capitol, bạo lực của cảnh sát là cuộc tấn công vào mọi thứ mà chúng ta tự hào với tư cách người Mỹ, điều đó không bao giờ được tha thứ, ông nói. Ông cũng gợi ý rằng phong trào mà ông đi đầu sẽ vẫn tiếp tục. Giờ đây, khi tôi chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới vào chiều 20 tháng 1, tôi muốn các bạn biết rằng phong trào mà chúng ta khởi xướng mới chỉ bắt đầu. Tôi ra đi từ nơi hùng vĩ này với một trái tim trung thành và vui vẻ, và niềm tin tuyệt đối rằng với nước ta và con cháu của chúng ta, điều tốt đẹp nhất vẫn ở phía trước, ông Trung nói. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.